Chương 5. Khi Đức Chúa Giêsu ở trên bờ hồ Genesaret, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giật lưới, thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc là chiếc của Simon, biểu người đem ra khỏi bờ một chút. Rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Khi Ngài phán xong, thì biểu Simon rằng, hãy trèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. Simon thưa rằng, thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết. Dù vậy, tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn ra vội gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp. Bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm. Simon Phi-e-rơ thấy vậy, liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng, lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Số là vì đánh cá giường ấy, nên Simon cùng mọi người ở với mình đều thất kinh. Gia-cơ và Giăng con Cê-bê-đê là những kẻ đồng bạn với Simon cũng đồng một thể ấy. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng Simon rằng, đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người. Đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài. Đức Chúa Giêsu đương ở trong thành kia, có một người mắc bệnh phung đầy mình, thấy Ngài thì sấp mặt xuống đất mà nài xin rằng, lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi được sạch. Đức Chúa Giêsu giơ tay giờ đến người ấy mà phán rằng, ta khứng, hãy sạch đi, tức thì bệnh phung liền hết. Đức Chúa Giêsu cấm người đó học chuyện lại với ai, nhưng dặn rằng, hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ và dâng của lễ về sự ngươi được sạch, theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ. Danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra, và một đoàn dân đông nhóm họp để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh. Xong Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện. Một ngày kia, Đức Chúa Giê-xu đang dạy dỗ, có người Pha-ri-si và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Ga-li-lê, xứ Giu-đê và thành Jerusalem đều đến ngồi tại đó, quyền phép Chúa ở trong Ngài để chữa lành các bệnh. Bấy giờ có mấy người khiêng một kẻ đau bại trên giường, kiếm cách đem vào để trước mặt Đức Chúa Giêsu. Nhân vì người ta đông lắm, không biết bởi đâu mà qua, họ bèn trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra, dòng người và giường nhỏ xuống trước mặt Ngài giữa đám đô hội. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ bèn phán rằng, hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bèn nghị luận rằng, người này là ai mà nói phạm thượng vậy? Ngoài Đức Chúa Trời, há có ai tha tội được sao? Nhưng Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ, cất tiếng phán rằng, các ngươi nghị luận gì trong lòng? Nay nói rằng, tội ngươi đã được tha, hoặc rằng, ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì bên nào dễ hơn? Vả, hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, Ngài phán cùng kẻ bại rằng, ta biểu ngươi đứng dậy, vác giường trở về nhà. Tức thì kẻ bại đứng dậy trước mặt chúng, vác giường mình đã nằm và đi về nhà, ngợi khen Đức Chúa Trời. Ai nấy đều sững sờ, ngợi khen Đức Chúa Trời, và sợ sệt lắm mà nói rằng, hôm nay chúng ta đã thấy những việc dị thường. Kế đó Đức Chúa Giê-xu ra ngoài, thấy một người thâu thuế tên là Lê-vi, đương ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng, hãy theo ta. Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài. Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình, có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo họ lầm bầm, nói cùng môn đồ Ngài rằng, sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội? Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng, không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, xong gọi kẻ có tội. Họ thưa Ngài rằng, môn đồ của Giăng thường kiêng ăn cầu nguyện, cũng như môn đồ của người Pha-ri-si, chẳng như môn đồ của Thầy ăn và uống. Ngài đáp rằng, trong khi chàng rể còn ở cùng bạn mừng cưới mình, các ngươi dễ bắt họ phải kiêng ăn được sao? Xong đến ngày nào chàng rể phải đem đi khỏi họ, thì trong những ngày ấy họ mới kiêng ăn vậy. Ngài lại lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng, không ai xé một miếng áo mới mà vá áo cũ. Nếu vậy, áo mới phải rách, và miếng rẻ mới cũng không xứng với áo cũ. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu vậy, rượu mới làm nứt bầu da, rượu chảy mất, và bầu cũng phải hư đi.
xong rượu mới phải đổ vào bầu mới. Lại cũng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì người nói rằng rượu cũ ngon hơn.